Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm PCA sáng ngày 8 tháng 11 phát hiện 51 ca mắc mới. Quyền Cầu Kè 17 ca, thành phố Trà Vinh 11 ca, quyền Dương Hải 8 ca, quyền Châu Thành 5 ca, quyền Cầu Hang 4 ca, thị xã Dương Hải 3 ca, quyền Càng Long 3 ca. 17 ca ở quyền Cầu Kè, có 8 ca trong cộng đồng, có địa chỉ ở xã Tâm Ngãi, 7 ca trong khu phong tỏa, có địa chỉ ở xã Phong Phú. 1 ca là công nhân được sàng lọc định kỳ, có địa chỉ ở xã Hòa Ân, và 1 ca là người ngoài tỉnh về, có địa chỉ ở xã Phong Thạnh. Thành phố Trà Vinh 11 ca, trong đó có 6 ca là công nhân được sàng lọc định kỳ. Có 3 ca có địa chỉ ở huyện Châu Thành, 2 ca ở huyện Cần Long, 1 ca ở huyện Tiểu Cần và 1 ca ở huyện Cầu Ngang. 4 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, 2 ca có địa chỉ ở phường 5, 1 ca có địa chỉ ở huyện Cầu Ngang và 1 ca có địa chỉ ở tỉnh Phú Yên. Huyện Duyên Hải 8 ca, trong đó có 4 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có địa chỉ ở xã Ngũ Lạc, 4 ca là người ngoài tỉnh về, có 3 ca ở xã Đông Hải, 1 ca ở xã Long Vĩnh. Huyện Châu Thành 5 ca, trong đó có 4 ca là F1, có địa chỉ ở xã Hòa Minh, 1 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có địa chỉ ở xã Nguyệt Quá. Huyện Cầu Ngang 4 ca, trong đó có 1 ca trong cộng đồng, địa chỉ ở xã Thành Quà Sơn. 1 ca là công nhân được sàng lọc định kỳ, địa chỉ ở xã Trường Thọ. 1 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có địa chỉ ở xã Nhị Trường. 1 ca là người ngoài tỉnh về, có địa chỉ ở xã Thuận Qua Quyền Cần Long 3 ca, có 2 ca là người từ ngoài tỉnh về, địa chỉ xã Bình Phú, 1 ca là F1, địa chỉ xã Đại Phúc. Thị xã Dương Hải 3 ca, trong đó có 2 ca trong cộng đồng, địa chỉ ở phường 2. 1 ca được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân, địa chỉ xã Dân Thành. Tính đến sáng ngày 8 tháng 11, Trà Vinh có 3.443 bệnh nhân COVID-19, có 2.032 bệnh nhân được điều trị khỏi, 27 ca tử vong.